Ở nơi sâu và tối tăm nhất của nhà lao có giam một tử tù kỳ lạ, ngày nào anh ta cũng trèo dọc theo tường, như truyền nhân của người nhện, tù nhân khác đang ngồi hóng gió, anh cử tạ, tù nhân khác nghỉ ngơi, anh tập đấm bốc, kết hợp đu xà và chống đẩy, trời mưa anh chạy bộ rèn sức chịu đựng, sở dĩ anh quyết tâm tập luyện như vậy là để vượt ngục báo thù cho người vợ của mình, từng bị đám côn đồ hiếp rồi giết chết, câu chuyện bắt đầu. Nơi này là nơi tụ tập của những tên sát nhân đỉnh của Chop, nhà tù Colavima. Đến nhà tù này còn đáng sợ hơn so với được ăn chuối với ông bà à nha. Luật pháp là thứ vô dụng ở nơi này, giết người, tham nhũng, bắt nạt không chỗ nào là không tồn tại. Ngày đầu tiên mà các phạm nhân vào tù, tất cả tài sản trên người đều đã bị các quản ngục nhảy mất không sót thứ gì. Nhưng người đàn ông này lại nhất quyết không chịu giao nộp nhẫn ra. Ê chú em, đây là tín vật tình yêu giữa anh và vợ chú nha cưng. Chú em tưởng muốn lấy là được à? Nhưng quản ngục lại không quản được nhiều đến vậy. Không đưa à? Để anh cho chú nếm thử cú đấm có 102 nhé. Thế là thằng em đứng không vững luôn rồi, chiếc nhẫn cưới cũng bị cướp đặt một cách thô bạo. Coi như chú em may mắn nha, lần sau đừng để anh nóng. Usurp là người cùng một lượt phạm nhân với anh, trong lúc được đưa vào tù đã bị Andrei, một gã biến thái trong nhà tù, để ý đến. Ngay tối hôm đó hắn đã mua chuộc quản ngục, đánh cho Usurp một trận sống dở chết dở để cho biết mùi vị khi anh để ý cưng nha, rồi đưa đến phòng của Andrei. Tiếng kêu gào thảm thiết của Usurp vang vọng cả nhà giam. Đợi đến lúc tập hợp của ngày hôm sau, Usurp đã bị đánh đập đến tàn tật thâm tím hết mặt mày, lần này muốn nhìn gái cũng bó tay rồi đây. Nhìn thấy tình trạng thê thảm của Usurp, à lêu lêu chú, biểu cảm đắc ý giặt rào trên mặt của Andrei lập tức khiến anh nhớ đến cái chết thê thảm của vợ mình. Hóa ra không lâu trước đó, người đàn ông này vẫn còn là một quản đốc khai mỏ khoáng sản. Mặc dù công việc vất vả, nhưng may mà gia đình luôn êm ấm, với một cô vợ xinh đẹp luôn kề bên. Nhưng ngày hôm nay tan làm trở về nhà, người đàn ông phát hiện trong nhà vô cùng hỗn loạn, mà vợ của anh sớm đã nằm giữa vũng máu, chết không nhắm mắt. Đúng vào lúc người đàn ông đang đau đớn khôn nguôi, bỗng phát hiện ra hung thủ vẫn còn ở hiện trường. Đừng để anh nóng, thế là tóm lấy tên hung thủ. Nhưng không ngờ rằng hắn ta lại là một phú nhị đại, bất ngờ chưa bà già, thế lực gia tộc có thể một tay che trời. Không những mua chuộc được thẩm phán, đã giúp hắn ta phán trắng án, mà ngược lại còn tố cáo anh đã gây thương tích cho anh ta. Đừng vội mà vui nha thằng cờ hó. Người đàn ông trong cơn lửa giận bốc quá đầu, đã giơ tay cướp lấy khẩu súng của cảnh sát, tiễn hắn ta đi Tây Thiên Thỉnh Kinh luôn nhé. Anh lại một lần nữa nhìn thấy bóng dáng của tên vô lại năm đó, Heser Lo Heser Lily, với đắc ý của gã tù nhân Andrei. Người đàn ông phẫn nộ cho hắn một trưởng vào mặt cho đỡ a cay. Người này không biết rằng sự xung đột lần này lại mang đến cho anh càng nhiều rắc rối hơn. Quản ngục lao vào kéo hai người đang cuốn lấy nhau ra, sau đó khẽ liếc mắt ra hiệu với Andrei, rồi lập tức đưa người đàn ông đến căn ngục tối. Đây là điều đáng sợ và kinh khủng nhất của nhà tù này, và cũng chính là chốn địa ngục của nhà tù này. Trong không gian tối tăm chật hẹp, nước thải ô uế bẩn thỉu xuôi theo đường ống nước chảy ra ồ ạt, mỗi lần hít vào đều khiến cho con người ta muốn lập tức thăng thiên. Trên tường còn lưu lại vết máu của người tù nhân trước đó đã tự làm thương chính mình. Cảm giác tuyệt vọng đã bao trùm khắp căn phòng nhỏ bé này, đến ngay cả việc một ngày ba bữa cũng nhão nát như một đống phân. Người đàn ông quả thực không thể chịu đựng được nữa, anh không ăn một miếng nào, mặc kệ chiếc bụng đói, rồi nằm lên giường nghỉ ngơi. Nhưng mùi hôi thối kinh tởm kia thực sự khiến con người nhớ bà nó luôn. Cuối cùng anh thực sự không thể chịu nổi nữa, đành xé đồng phục của phạm nhân ra để bện thành dây thừng. Hắn muốn tự kết liễu đời mình, nhưng chất lượng quần áo của phạm nhân quá kém, anh đã không được tại nguyện. Người đàn ông tuyệt vọng cứ thế này lại được ăn chuối ngập mồm với ông bà rồi, ngay sau đó liền cắm đầu xông đến. Nhưng khoảng cách chạy quá ngắn, hai lần liên tiếp anh đều tự tử bất thành, một dòng máu nóng hổi từ trên đỉnh đầu chảy xuống. Trong lúc lỡ nga lỡ ngỡ, người đàn ông nhìn thấy một con bươm bướm bay từ bên ngoài cửa sổ vào. Điều này khiến anh nhớ lại người vợ đã mất của mình, bởi vì người vợ từng nói với anh rằng nếu như cô rời bỏ thế giới này trước anh, vậy thì kiếp sau cô sẽ biến thành một con bươm bướm, cho dù phải đâm đầu vào ngọn lửa cũng sẽ nguyện soi đường dẫn lối cho anh. Quả nhiên là chú bướm đó đã đậu bên cạnh chiếc bát, rồi lại đậu lên chiếc thìa. Người đàn ông cảm thấy như thể vợ của anh đang ở ngay bên cạnh. Hắn cắn răng nuốt xuống thứ đồ ăn khó nuốt này. Dựa vào niềm tin mãnh liệt mà chú bướm mang đến, anh đã có thể sống sót trong chốn địa ngục này. Nhưng ngay khi khoảng thời gian này kết thúc, quản ngục đã đổi phòng cho anh, căn phòng vốn dành cho 4 người nhưng lại chỉ có một người phạm nhân. Quản ngục nói với anh rằng bạn cùng phòng của anh là một người rất cứng rắn, 3 người cùng phòng với anh ta với trước đó đều đã bị anh ta giết chết. Nếu như anh không muốn trở thành người tiếp theo thì nhân lúc chưa muộn hãy mang thuốc hồi trinh tìm đến anh nha cưng, tôi sẽ sắp xếp một cách tử tế cho anh. Nói xong liền đẩy người đàn ông tiến vào trong phòng. Người đàn ông đen như cục đá trước mắt anh vẫn bất động, nhưng nhất cử nhất động của anh ta đều dọa anh sợ chết khiếp không dám lại gần. Không dễ dàng gì mới đến lúc nửa đêm, người đàn ông cuối cùng mới dám đi vệ sinh. Nhưng anh vừa ngồi xổm xuống, tên da đen liền dập tắt ngọn nến, khiến anh sợ đến mức bay đi cái nết thằng đàn ông của tao rồi. Tối đó người đàn ông đã mơ thấy ác mộng, mơ thấy vợ mình đã bị sát
hại, nhưng bản thân mình lại bất tài vô dụng không làm được gì. Anh không tự chủ được nói làm nhảm, bỗng nhiên một cánh tay vươn ra bịt chặt lấy miệng hắn. Người đàn ông lập tức tỉnh táo liều mạng giãy giụa, nhưng anh da đen trước mặt lại lạnh như tảng băng, bàn tay to như tổ bố đang duỗi ra còn đáng sợ hơn. Mặc cho người đàn ông đã dốc hết sức mình cũng không làm cho thằng cờ hó này không xê dịch được một centimet nào. Thấy USUP kêu cha gọi mẹ ối rồi ôi lên, anh da đen cuối cùng cũng chịu buông tay. Mày nhớ mặt tao nha cưng. Người đàn ông hốt hoảng lập tức bật dậy xin tha, lại làm ký hiệu im lặng như không có chuyện gì xảy ra. Hóa ra anh ta chán ghét người đàn ông nói mớ làm ồn đến anh ta, đúng là một tên biến thái khó hiểu ngơ ngác như bò đội nón. Người đàn ông dáng vẻ sợ sệt, đếm hết tất cả tiền tiết kiệm của mình đến tìm quản ngục, hy vọng có thể đổi phòng, nhưng đối phương sau khi nhận tiền lại lật mặt nói với anh số tiền này không đủ để vắt mũi nha bé, kêu anh hãy đến tham gia quyền anh để kiếm tiền. Dám chơi tao à thằng chó này, nhưng lại không thể làm gì khác, bởi vì quyền anh trong miệng người quản ngục giống như một trò chơi tàn sát, có khi hết cơ hội về ăn cơm mẹ nấu luôn đấy má. Bọn họ cố ý chia rẽ các tù nhân, lợi dụng mâu thuẫn xung đột giữa các băng nhóm để kiếm lợi cho mình, để đã cái nư của hắn. Cứ cách một khoảng thời gian, quản giáo sẽ lại mời các thể loại quan to mặt lớn to như cái thất thái thịt nhà em đấy má, tổ chức một giải đấu quyền anh trong chính nhà tù này. Người chiến thắng sẽ có quyền lực và địa vị càng cao, và kẻ thua cuộc sẽ bị đánh cho đến khi về chầu với ông bà tặng kèm theo vài nải chuối nha cưng. Ví tiền của quản giáo thì càng ngày càng dày lên, thù hận giữa các băng nhóm thì càng trở nên sâu đậm. Andre động băng nhóm tao là mày được thăng thiên luôn nha, chính là gã chỉ huy phó của một băng đảng trong số đó. Anh ta không những biến thái mà còn bệnh hoạn, mà còn là vua chiến đấu khét lèn lẹt của nhà tù này. Những trận đấu anh ta đã tham gia chỉ có thắng, đéo bao giờ sợ bố con thằng nào hết. Nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn của Andre, chết cha rồi, lần này tăng rồi, ông giáo đụng nhầm người rồi. Quả nhiên ngày hôm sau trong lúc làm việc, thuộc hạ của Andre đã chủ động đến gây sự với anh, đụng là phải chạm nha thằng chó. Nhưng quản ngục đứng ngay gần đó lại làm như tao méo nhìn thấy gì hết. Đợi đến khi người đàn ông bị đánh đến mức củ lạc sắp bay ra khỏi người, mới ra lệnh ê thằng cai ngục đưa anh vào căn ngục tối. Nhưng lúc này đang là mùa mưa ẩm thấp, nước mưa cùng với phân chảy đầy ra mặt đất, chẳng mấy mà ngập cả căn phòng, khiến cho căn phòng toàn mùi nước hoa em bé sơ sinh đấy mấy cưng, lại càng trở nên ghê tởm. Nhiều lần bị đối xử không công bằng, khiến người đàn ông ý thức được rằng thứ tự trong nhà tù này chỉ có kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Muốn có một chỗ đứng thì bản thân buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn. Anh bắt đầu điên cuồng tập luyện, không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào. Ngày mưa, hắn nỗ lực chạy bộ, trong lúc lao động anh dốc sức đến cực hạn, tất cả những đồ ở bên cạnh mình đều trở thành công cụ cho anh tập luyện. Ngay đến cả anh bạn da đen cùng phòng đáng sợ kia cũng trở thành đối tượng giúp anh luyện tập tinh thần gan dạ. Đối với sự trêu ngươi của những gã thuộc hạ của Andre, trêu anh à cho nếm luôn mùi hôi nách của anh này, nhưng mỗi lần kết thúc vẫn không nằm ngoài dự đoán, người đàn ông lại bị nhốt vào trong căn ngục tối. Anh cũng đã kết giao được với một người bạn thần bí, mặc dù chưa từng được nhìn thấy mặt, nhưng mỗi tối anh đều nghe thấy tiếng oán khóc của đối phương. Người đàn ông dường như cũng cảm nhận được sự cô đơn của anh ta, mỗi lần đến đây anh đều sẽ vỗ vỗ vào tường, và đối phương cũng sẽ hồi đáp lại theo cách như vậy. Thời gian dài qua lại, điều đó đã trở thành mật mã riêng biệt giữa hai người. Người đàn ông dường như đã hoàn toàn thay da đổi thịt, thân thể cường tráng phi phàm bất ngờ chưa ông già, khiến anh không còn cảm thấy sợ hãi Andre nữa. Vừa mới bắt đầu nhập cuộc trò chơi tàn sát chẳng khác gì đua xe mà mất phanh, nhưng Andre bày ra bộ mặt cười cợt nhìn chú lấy tay búng thôi cũng bay rồi. Quản giáo vẫn tự tin đặt cược toàn bộ vào anh ta với tỷ lệ 1-20. Quả nhiên là trong lần đầu tiên ra trận, người đàn ông chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu, chỉ trong hiệp 1 đã bị Andre dẫm đạp dưới chân không gượng dậy nổi, chật vật mãi mới đứng được dậy, lại bị lên gối đánh bay. Andre đánh cho cai không thể trả đòn, Andre đạp đối thủ ở dưới chân, bắt đầu hưởng thụ niềm vui chiến thắng. Sau đó Andre lôi chân trái của hắn rồi kéo mạnh khiến cai đập vào cột. U là trời, chơi thế ai chơi lại cưng. Cảm giác đau đớn khiến anh bạn tỉnh táo lại, cai đạp một phát mạnh vào đũng quần thôi toang Andre. Thằng cờ hó nhìn này cắn chặt lấy cổ Andre. Mọi người nhận thấy tình huống không ổn, giám mục liền vội vàng xông tới tách hai người ra, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cho tất cả mọi người ngỡ ngàng đến bật ngửa. Họ bất giác muốn rời khỏi đây. Yết hầu của Andre đã bị cắn đứt, anh cho chú đang xuất khỏi trái đất luôn này. Còn cai thì khắp người đầy máu, hét lên âm thanh giống như loài dã thú. Từ đó về sau, anh ta sống như dã thú, tùy tiện giết người bừa bãi trong lúc thi đấu. Nỗi uất hận bao năm đã biến thành móng vuốt sắc nhọn nhất của cai. Hắn điên cuồng chút hết lên người đối phương. Có người mới đánh hai phát thấy bản thân không đánh lại được, muốn trốn thoát. Anh đã cho chú chạy đâu làm gì mà căng như dây đàn thế. Nhờ sự tàn nhẫn này mà cai đã trở thành trùm của nhà tù, đồng thời cũng trở nên điên cuồng hơn. Đế cả bạn tù mà trước kia anh luôn sợ sệt, bây giờ anh đây cũng chấp hết bố đây. Méo sợ thằng nào nhá, nhìn cái gì mà nhìn, mày có biết bố mày là ai không, ông nội mày đây. Sướng quá hóa rồi à, cai đã thay đổi rất nhiều, từ một người sợ bạo lực trước kia, bây giờ anh chấp cả họ nhà mày luôn nhá, bây giờ đã trở thành kẻ đại diện cho bạo lực. Các bang phái bắt đầu lôi kéo cai, giám ngục trưởng cũng coi anh như là nhân tài. Bất chi bất giác cai từ một người bị hại ban đầu, bây giờ đã biến thành kẻ gây hại. Nhưng trong nhà ngục này chỉ có chim là không ai nhốt được thôi. User, người vào tù cùng thời gian với cai chính là người như vậy. Hắn là người có rất lương thiện, anh cũng bị vu oan giám họa, ở trong tù cũng bị lăng nhục méo bằng con cờ hó, nhưng chưa từng trở
thành kẻ tôn sùng bạo lực. Một hôm, Usurp nói tạm biệt cậy. Usurp muốn rời khỏi nhà tù lần nữa, nhưng tiếc là chưa tới nửa ngày, em đã về đến nhà đâu lại bắt em trở về. Lần này Usurp đã trở thành món quà, bị giám ngục đem tặng cho một tên cao to đen hôi. Tiếng gào thét vang vọng khắp nhà tù, đến cả người bạn tù vẫn luôn thờ ơ này cũng không nén nổi đau thương. Khi gặp lại Usurp, anh bạn đã bị hành hạ tới mức chỉ còn hơi thở cuối cùng, nhưng Usurp vẫn tự hào nói với cay, hắn ta muốn cưỡng bức tôi liền phun vài giọt sữa lên mặt thằng cha đấy. Thằng đó không làm tôi bị thương được, đừng để họ khiến anh thay đổi. Nhìn bạn tốt ra đi ngay trước mắt, cay bỗng dưng tỉnh ngộ, anh không dùng bạo lực nữa nha cưng, không muốn trở thành công cụ kiếm tiền của người khác nữa. Rất nhanh, một trận thi đấu nữa lại bắt đầu, đối thủ rất cao to đen hôi, hắn ta được điều tới từ một nhà tù khác. Giám ngục trưởng đã đặt cược rất lớn trong trận đấu này, nhưng đối mặt với sự khiêu khích lại đây thằng oát con, cay liền trực tiếp ngồi xổm xuống, mặc đệ đối phương chửi mắng, đánh đập thế nào cay cũng không ra tay đánh trả, anh thương chú em thôi đấy nha. Việc này khiến giám ngục trưởng mất hết mặt mũi, ông ta bảo thuộc hạ lôi hắn đi, rồi trói anh lên cột sắt ở ngoài sân. U là má, nghĩa bao giờ cậu đánh nhau lại được thì tôi sẽ thả cậu xuống. Dầm mưa dãi nắng bao nhiêu ngày, khiến cho anh ta bây giờ chỉ còn chút hơi tàn, nhưng hắn không chịu thỏa hiệp với giám ngục trưởng. Tinh thần phản đối bạo lực này của cay đã lan tỏa tới những tù nhân trong nhà ngục này. Má thằng này rời hơi quá là trời luôn, tại sao lại không chịu đồng ý. Nhưng có nhiều người hiểu rõ, má mấy thằng ngu tao đấu tranh vì mọi người đấy cưng. Mấy tên trùm bang phái cũng đề xuất giảng hòa, trận đánh nhau sắp tới đây, méo có thằng nào lên sàn nữa này, mau phái người lên đánh nhanh. Này Victory, thấy con đường kiếm tiền sắp bị mất, giám ngục trưởng vô cùng tức giận sắp ói luôn máu tươi. Hắn ta cho người đưa cai vào trong phòng giam, chuẩn bị tung chiêu giết gà dọa khỉ, đánh tan sự đoàn kết của những tù nhân. Gần đây Colavima đã xuất hiện một vấn đề nghiêm trọng, quyền uy của ta đã bị khiêu khích, mấy thằng nhái con không chịu quy tắc, ông mày cho nếm luôn gia vị, tối nay ta phải cho các chú xem hậu quả của dám chống đối anh nha mấy bé. Một người đàn ông giống như là quái vật, méo hiểu thằng này từ đâu chui ra, chiều cao của hắn ta chạm tới gần xà nhà, mặt đeo mặt nạ, dáng vẻ như muốn nuốt trọn vương quốc này. Ú ỏa mấy bé khiến cho tất cả mọi người đều ngơ ngác. Hắn ta tháo vòng dây xích ra, xông thẳng tới chỗ cay, nhưng khi nghe tiếng gào thét của hắn, ê giọng thằng cha nội này nghe quen quen, anh bắt đầu vỗ mạnh lên tường, nhìn anh thể hiện cho mấy bé xem này. Hắn ta kéo cay ngã sõng xoài, tiếp theo đó là một trận đánh lê bờ xuống ruộng. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cay lại vỗ mạnh vào tường, thằng cờ hó vểnh tai lên mà nghe nè, liền đơ ra một lúc rồi buông tay ra, sau đó hắn ta vỗ xà nhà để đáp lại. Hóa ra lại chính là người bạn thần bí ở căn ngục tối bên cạnh. Tên quái vật không lao vào đánh nhau nữa, mà kích động tiến lên phía trước, sau đó ôm lấy mặt cay. Hai thằng này làm cái quái gì vậy? Giám ngục trưởng liền rút súng ra, ép hai người phải tiếp tục đánh nhau, đã kích động ngọn lửa căm phẫn của mọi người. Thằng cha này không đánh mày mày nhờn với truy à? Mọi người bắt đầu đập mạnh vào cửa ngục để phản kháng, đồng thanh hò hét lên. Việc này đã giúp cay cảm thấy như có thêm sức mạnh. Thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng, giám ngục trưởng ra hiệu cho thuộc hạ nổ súng, nhưng đúng lúc này tên quái vật xông tới trước mặt hắn ta, chắn lại tất cả những viên đạn hắn bắn ra. Sau đó hắn ta xông vào đánh nhau với giám ngục, cho mày ăn chuối ngập mồm nè. Cánh cửa tù nặng trịch cũng không ngăn được cơn giận dữ của những tù nhân, họ xông ra khỏi phòng giam rồi lao tới chỗ giám ngục. Này thì bắt nạt các em này cho đã cái nư này. Nhìn anh bạn quái vật nằm hấp hối, cay không ngờ rằng lần đầu tiên gặp mặt người bạn tốt lại là lần cuối cùng. Trong tù giam vẫn đang đập phá đánh bắn nhau, nhưng rất nhanh cũng gục trước họng súng của những tên giám ngục. Người đàn ông bị đưa ra pháp trường giám ngục vừa bước lên xe thì một đám tù nhân đột nhiên đột kích, phối hợp cùng với cay xử đẹp ba tên giám ngục. Hóa ra anh da đen đã sớm dự liệu cay sẽ bị giám ngục trưởng báo thù. Suốt 20 năm nay hắn ta vẫn luôn thu thập chứng cứ giám ngục trưởng phạm tội. Người bạn cùng phòng mà anh giết trước kia cũng là một kẻ vô cùng ác độc. Anh da đen đưa chứng cứ cho cay rồi nói lời từ biệt với cay. Người đàn ông muốn ở lại để làm những việc quan trọng hơn. Sau đó anh xông vào phòng làm việc của giám ngục trưởng. Khi giám ngục nghe thấy tiếng động xông tới, này thì cái lưỡi dài hơn cán thuổng này thế là mất toi luôn cái lưỡi. Nhờ sự yểm hộ của bạn tù, cay đã đem chứng cứ ra khỏi nhà tù và bản thân anh cũng được giải thoát. Bộ phim phản ánh rất rõ về xã hội này, một khi bạn bước vào nhà tù này dù có tiền hay sức mạnh, vẫn bị người khác cho bạn là công cụ vui chơi như món quà. Sức mạnh đoàn kết vẫn là trên hết nhé các bạn. Các bạn thấy phim mình review hay thì cho em Thảo một like và theo dõi kênh của em nha.